Nghe Lữ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 19 tháng 3 năm 2021. Kính thưa quý vị, lúc này cũng giống như cái thời điểm trước là rộ lên cái vấn đề là tất cả trên Facebook đều đưa những tin tức về những cái cuộc xuống đường của người dân Miến Điện để mà chống cái quân đội đang nắm quyền và sau khi bà Aung San Suu Kyi bị bắt giam. Chúng ta thấy rằng nó cũng giống như cái thời kỳ trước là ở trong Facebook Việt Nam cũng rộ lên khi mà ủng hộ cái chiến dịch qua lại ở Hồng Kông, thì ngày hôm nay cũng rộ lên những cái vấn đề là ca ngợi những cái hình ảnh xuống đường của người dân Miến Điện chống một cái thể chế quân phiệt. Thế nhưng thưa quý vị, chúng tôi có đọc được một cái status trên Facebook của cây bút Nguyễn Đình Ngọc, tức Nguyễn Ngọc Già, anh viết như thế này: hãy nhìn lại Hồng Kông với hàng triệu người xuống đường cùng nhiều tiếng nói từ Âu Mỹ. Hãy nhìn Venezuela với hàng chục quốc gia công nhận Guaido để rồi cuối cùng lại nhanh chóng phủ nhận, để thấy cái bọn dân chủ tào lao đã trở mặt như trở bánh tráng. Và hãy nhìn Tổng thống Donald Trump cỡ như ngài, tức là không có thiếu một điều kiện gì cả mà cái việc cứu nước Mỹ nó vẫn chưa ngã ngũ. Vì vậy đừng có cho rằng người Miến Điện đang đổ máu hôm nay để cho rằng họ sẽ chiến thắng. Không, cho tới khi nào mà tàu cộng bọn Deep State quốc tế gồm cả Kaban, truyền thông thổ tả dân chủ toàn lao, dân dân cộng với các tổ chức ăn thì nhiều mà bằng vô tích sự nghĩa Liên Quốc còn nguyên vẹn, thì tất cả những máu xương của tất cả những người dân quốc gia hay là vùng lãnh thổ như là Miến Điện, Hồng Kông, Tây Tạng, Tân Cương, Venezuela, Việt Nam, dân dân đổ ra đều thất bại. Thưa quý vị, những cái điều mà nhà báo Ngọc Dài viết vậy, chúng ta thấy rằng hình như là đi ngược tất cả những cái điều mà tràn ngập rút thời điểm này, đưa lên những hình ảnh mà người dân Miến Điện từ là hoa hậu rồi chimmer rồi những bà bầu rồi những đứa con nít dân dân xuống đường. Tại sao nhà báo Ngọc Dài lại kết luận như vậy, lại kết luận rằng tất cả rồi cũng chưa chắc là định tin rằng là họ sẽ chiến thắng đâu. Vâng, anh Nghệ Lữ mời quý vị cái cuộc nói chuyện giữa Nghệ Lữ và Nguyễn Ngọc Già như sau. Trước hết anh Nghệ Lữ chào già, em có thể cho biết rằng vì sao em có những cái suy nghĩ này, mời em. Dạ, kính chào nhà báo Nghệ Lữ và kính chào quý khán thính giả của Net Việt. Dạ thưa anh, thưa với quý khán thính giả của Net Việt, thì cái đoạn văn mà nhà báo Nghệ Lữ vừa trích dẫn đó là thực tế, thì mọi người đều thấy là tình hình Hồng Kông, tình hình Venezuela và xa hơn nữa đó là cái Thiên An Môn của cách đây cũng 30 năm hơn, thì tất cả nó đều đạt được cái yếu tố mà mọi người hay lên tiếng, đó là đoàn kết, đó là người dân đồng lòng xuống đường. Nhưng thực tế sự thất bại của Thiên An Môn, sự thất bại của Hồng Kông và Venezuela đã là một cái không thể chối cãi được, dù hàng triệu con người xuống đường. Và thậm chí như nhà báo Nghệ Lữ mới vừa đọc, đó là những sự thật. Ngay cả ông Guaido là cái người có thể nói là nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ trong nước cho tới thế giới, được hàng chục quốc gia công nhận, trong đó có châu Âu, có cả Mỹ luôn, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Và cho tới thời gian mới nhất vừa rồi, rõ ràng là tháng 1 vừa rồi là châu Âu nó lật liền, nó không còn công nhận ông Guaido là tổng thống nữa. Và đó là một cái sự trả lời không thể nào rõ hơn. Và một cái bằng chứng mới nhất mà nước Mỹ đang rất là nhức nhối, đó chính là buộc lòng tôi phải gọi là cựu tổng thống Donald Trump. Mặc dù tôi rất yêu quý ông, và có thể nói là ông Trump thì ông không còn thiếu bất cứ một cái điều kiện gì để cứu nước Mỹ như ông nói. Và bây giờ ông còn phải kêu lên cần phải cứu nước Mỹ mà nó chưa ngã ngũ vào đâu hết. Thì ở đây, với cái góc nhìn của một người viết báo chuyên nghiệp, thì tôi cho rằng là tất cả những nhà báo đúng nghĩa chuyên nghiệp thì anh phải chọn một cái góc nhìn, và góc nhìn đó là cái góc nhìn khách quan, cẩn trọng. Ở đây thì đã là viết chuyên nghiệp rồi thì
Tôi cho rằng không riêng tôi hay là nhà báo Nghe Lữ hay là bất cứ một nhà báo nào khác mà để cái cảm xúc vô mà chen vào thì nó sẽ dẫn tới những cái không hay khi mà mình đưa ra những cái ý kiến mà không có căn cứ. Đó là cái ý thứ nhất tôi muốn thưa với quý khán thính giả. Thứ nhất phải có căn cứ. Thứ hai là ở đây tôi xin phép phải nói rất rõ là tôi không có binh vực gì cái quân đội Miến Điện hết, mà cái tình hình biểu tình hiện nay nó đã có rất nhiều cái dấu hiệu không phải là một cái sự xuống đường mang tính chất là tự nguyện, mà nó có một cái vở kịch và nó dẫn đầu bởi cái lời kêu gọi của bà Aung San Suu Kyi, và chính báo chí trong nước đã đưa tin là bà đã chuẩn bị sẵn một cái lời kêu gọi người dân xuống đường khi bà bị bắt. Và khi bà vừa bị bắt xong thì rõ ràng là cái lời kêu gọi đó được tung ra ngay lập tức, và hàng trăm ngàn con người Miến Điện người ta xuống đường đầy dẫy hình ảnh của bà. Thì những cái gì mà tan tóc nhất, đau thương nhất, đổ vỡ nhất hiện nay tại Miến Điện không thể nào không nói tới trách nhiệm của bà Aung San Suu Kyi với tư cách là một cố vấn của Tổng thống Miến Điện. Thì trên danh nghĩa thôi, chứ còn ai cũng biết rằng bả như là một cái người buông rèm chấp chính vậy, bả là tổng thống vậy, thì bả phải có trách nhiệm, bả phải chịu trách nhiệm trong cái vấn đề này. Vừa nói đến cái vấn đề cái hình ảnh mà xuống đường và cái lỗi của bà Aung San Suu Kyi khi bà đã chuẩn bị cho cái việc là kêu gọi xuống đường và tràn ngập cái hình ảnh người dân xuống đường mang cái hình ảnh của bà Aung San Suu Kyi, sao mà nó gần giống như hình ảnh của những nước cộng sản khi người ta xuống biểu tình dương cái hình Hồ Chí Minh, hay là bên Bắc Hàn cầm cái hình của Kim Jong Un, hay là Tập Cận Bình, vân vân. Thưa quý vị, thì trong khi đó đó thì ngày hôm nay chúng ta theo dõi tin tức ở Miến Điện, chúng ta thấy rằng người dân họ nói là phẫn nộ, nhưng mà như nhà báo Ngọc Dạ vừa nói, chúng ta thấy gần như là cái màn diễn kịch bằng cách đưa ra những hình ảnh đau thương nhất người phụ nữ có bầu, em bé, vân vân, thì cái điều rất là đau lòng là, thưa quý vị, nếu những người đó ngã xuống, những bé vô tội không biết gì hết vì tự do và nhân quyền dân dân ngã xuống, thì cái trách nhiệm, cái lời kêu gọi của bạn Sơn Kỳ để cho đất nước như vậy thì như thế nào? Trong khi ngược lại, chúng ta nhớ lại đó, cái hình ảnh đó, quân đội, người ta có thể lên án quân đội Miến Điện hôm nay quá tàn nhẫn, dân dân đã bắn người dân mình, nhưng nếu chúng ta thấy được rằng cái tình hình biểu tình như vậy do cái sự xúi giục, tôi nói thẳng là sự xúi giục của bà Aung San Suu Kyi, thì nó giống như cái sự xúi giục của Cộng sản Hà Nội khi xúi giục người dân Việt Nam từ thanh niên học sinh đến sư sãi dân dân xuống đường, mà vì cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tôn trọng cái hiến pháp và họ nhân bản, cho nên đã không mạnh tay như như là Park Chung Hee ở Đại Hàn cái thời điểm đó. Park Chung Hee bị gọi là quân phiệt, là độc tài vân vân, nhưng mà cuối cùng giữ được cái Đại Hàn, cái năm cái Đại Hàn. Thưa quý vị, còn ngược lại, cái nhân bản của dân Cộng Hòa đã bị lợi dụng và đã phải sụp đổ. Thì bây giờ tôi đang muốn đòi hỏi nhà báo Ngọc Gia rằng, nếu nói rằng quân phiệt thì tệ như thế nào trong khi chúng ta cần lên án quân phiệt Miến Điện hôm nay hay không, thì già sẽ nói được gì khi tôi đưa ra hình ảnh Park Chung Hee và Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa? Khi anh nhắc lại cái thảm cảnh của của chế độ Việt Nam Cộng Hòa và làm tôi cảm thấy xúc động, và nó được kết thúc vào cái ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì ở đây tôi cũng không dám đào sâu tại vì nó sẽ mất rất nhiều thời gian, mà tôi chỉ xin phép nêu một cái điểm quan trọng nhất để nói về Việt Nam Cộng Hòa và để nói về Miến Điện của ngày hôm nay theo như cái buổi phỏng vấn của nhà báo Nghĩa Lĩnh. Cái điểm quan trọng nhất đó là Việt Nam Cộng Hòa sợ dân. Còn cái Miến Điện hiện nay quân đội họ không có sợ dân, đó là cái căn bản nhất, và đương nhiên đó cũng là cái niềm đau khổ nhất khi mà
phải gợi lại cái việc mất nước của cái ngày 30 tháng 4 năm 1975. Còn riêng về quay trở lại cái Miến Điện á, thì cái câu chuyện Việt Nam Cộng Hòa thì tôi chỉ xin phép nói ngắn gọn, và cái điều đó là cái điều không thể chối cãi được. Việt Nam Cộng Hòa vì sợ dân, đó là một cái chính thể tự do dân chủ thật sự, và nó không may đã mất rồi. Thì quay trở lại cái Miến Điện ngày hôm nay, thì tôi xin phép tôi nói về cái bà Aung San Suu Kyi. Bả là một chính trị gia nhưng mà bả quá kém. Lẽ ra bả không nên ra lời kêu gọi, mà nên ra lời không kêu gọi biểu tình. Tôi xin phép nhấn mạnh trở lại là bả nên ra cái lời không biểu tình, chứ không phải im lặng nha. Và bả để lại cái đó, kêu gọi người dân hoàn toàn không được xuống đường. Nó sẽ có mấy cái điểm lợi như sau. Cái thứ nhất, rõ ràng với sức ảnh hưởng của bà trở thành như mẹ già dân tộc rồi, nói cho nó vui, thì rõ ràng người dân sẽ nghe lời và không ai biểu tình hết. Như vậy thứ nhất tránh đổ máu, tránh đổ máu như vậy quân đội không có cớ gì để mà đổ thừa cho bà, mà áp án bà có thể còn nặng hơn là so với ban đầu nữa. Bởi vì tình hình bây giờ nó gọi là hết cứu chữa rồi, hết cứu vãn rồi, người ta đốt phá cả nhà máy của tàu rồi, là bao nhiêu sinh mạng chết rồi, bao nhiêu đi tù rồi, thiết quân luật đủ hết rồi. Đó là cái rất dở của bà. Thứ nhất, chính bà đã trực tiếp làm cho người Myanmar đổ máu. Cái thứ hai của cái điểm lợi mà không biểu tình đó chính là gì? Tòa án có đó. Và bả nói chính cái đảng NLD của bả tuyên bố là gì? Tất cả những cáo buộc gian lận bầu cử, rồi là nhận mười mấy ký vàng, rồi là 600 ngàn đô la gì của phía quân đội đưa ra hoàn toàn là bịa đặt. Chính họ nói anh nhé. Họ nói là như vậy. Thế thì bây giờ tại sao không đợi ra trước tòa? Và bây giờ đưa bằng chứng ra đi, coi có hay không. Thì nó bật lên hình ảnh của bả là một cái người rất đàng hoàng. Tại sao lại đi ra cái lời kêu gọi biểu tình để cho bây giờ cái đất nước Myanmar nó nát bét ra như vậy? Một cái chính trị gia như vậy thì tôi xin lỗi, đồ bỏ. Rõ ràng không biểu tình, không đổ máu thì bả lại càng nâng thêm cái hình ảnh của bả thật sự là một cái người gì? Một cái người yêu nước thương dân, không chối cãi được. Và chính vì cái biểu tình này mà đất nước Myanmar tan nát hết, và những cái hình ảnh mà quý khán thính giả đã nhìn thấy nó đều là điện ảnh hóa hết. Một cái cô gái mà cần gì phải hai cái súng chĩa vô trong đầu, một cái súng đủ rồi, nó diễn rất dở. Rồi là bà bầu xuống đường biểu tình, hy sinh con mình để cứu ai? Để cứu một mẹ già dân tộc à? Đứa con mình rứt ruột mà mình còn không biết thương thì mình thương ai bây giờ? Nó y chang như là Việt Cộng trước 75, sẵn sàng nó đưa những cái hình ảnh đó, nó phao những cái tin là bà mẹ sẵn sàng giết con để bảo vệ độc chí, thì bây giờ có phải y chang như cái kiểu đó không? Rồi nào là sư sãi xuống đường y chang như trước 75, rồi là học sinh sinh viên, rồi là nhạc sĩ, vân vân, y xì như cái kiểu đó. Tức là ở đây tôi xin phép tôi nhấn mạnh để mọi người đừng có nhầm lẫn, tức là tôi nói y xì cái kiểu nha, chứ tôi nói tức là về hình thức á, y xì như vậy, nhưng mà cái nội dung thì nó có nhiều cái khác nhau. Và điều đó là điều không thể chối cãi được. Và đặc biệt cái mà tôi xin phép nhấn mạnh lại, cái dại dột nhất và ác tâm nhất và ảo tưởng nhất của bà ông San Suu Kyi đó chính là kêu gọi người dân xuống đường biểu tình, một sai lầm nghiêm trọng không thể cứu vãn được, thưa anh ạ. Vâng, tuy nhiên như chúng ta đã biết đó là trước đó tướng Tây Sen cũng là một tướng quân đội, chính ông đã mở đường cho cái đất nước Miến Điện đó trở dân chủ bằng cách là tha bổng hoàn toàn bà Aung San Suu Kyi
mời làm cô dân vân vân. Vậy thì tại sao cái thời điểm này khi mà quân đội Miến Điện đang bị gọi rằng quân phiệt là tàn nhẫn là thế này thế khác, thì ông Tây Sinh ở đâu và nhận định vấn đề này như thế nào? Tại sao ông lại im hơi lặng tiếng, không nghe tiếng của ông nói gì hết? Chẳng lẽ ông là tướng trước đây ông mở đường cho dân chủ mà bây giờ lại đồng tình với vấn đề quân phiệt hay sao? Mời dạ. Cảm ơn nhà báo Nghĩa Lữ đã đặt một cái câu hỏi phải nói là rất hóc búa. Thì tôi cũng cố gắng mà tôi tìm trên tư liệu về cái ông Tensen sau khi là ông rời bỏ chính trường, thì hầu như tôi không tìm được. Nhưng nhà báo Nghĩa Lữ đặt vấn đề rất đúng với cái văn hóa của người Miến Điện, với cái lịch sử của người Miến Điện và với cái địa chính trị của người Miến Điện, cũng như là những cái công lao mà ông Thanh Sen là người có thể nói là đặt những cái viên đá đầu tiên cho một cái chính quyền dân sự đó. Thì trong giờ phút này tiếng nói của ông, vai trò của ông sẽ giải quyết được, có thể vãn hồi được một phần nào cái tính nghiêm trọng. Nhưng mà rất tiếc là không tìm thấy được một cái thông tin gì, không biết hiện nay ổng ở đâu và ổng đang làm gì và ổng cần cần nên xuất hiện vào trong cái thời điểm này. Bởi vì cái vai trò của ông Tencent thì như nhà báo Nghệ Lữ mới vừa giới thiệu, ổng là người đã đưa bà ông Aung San Suu Kyi trở lại chính trường sau là mười mấy năm bị giam lỏng. Ổng là người cái người đầu tiên mà thả hàng loạt tù chính trị, rồi tự do báo chí, rồi gỡ ra được những cái quan trọng về cấm vận của Hoa Kỳ và phương Tây để mà đưa đất nước Myanmar bắt đầu có một cái khởi sắc. Thì cái công lao đó của ổng đối với người Myanmar nó quá rõ ràng. Còn quay trở lại bà Aung San Suu Kyi, 8 năm bà buông rèm chấp chính, người Myanmar không có được cái gì hết. Ở đây tôi xin phép không nói tới sự xung đột sắc tộc Rohingya đây, mà tôi nói đối với ngay người Miến Điện. Rõ ràng 8 năm qua bà không làm được cái gì hết, không có một cái gì gọi là nổi bật mà để trở thành một cái điểm nhấn, một cái công trạng của bà đối với người Myanmar. Xin lỗi, chỉ có cái mị dân thôi. Hình ảnh bà tôi phải công nhận rất đẹp, tức là bà đã chính trị hóa cái hình ảnh của bà hoàn toàn thành công. Nhưng bà ảo tưởng ở chỗ là gì? Bà không có thực quyền, tức là quân đội không có buông ra gì hết. Bà được cái gì? Bà được cái lòng dân. Rõ ràng bà được cái lòng dân, và bà tưởng rằng khi bà có được lòng dân cả mấy chục triệu người Myanmar yêu mến thì người ta xả thân cho bà. Và điều này rõ ràng bật lên, người ta đang xả thân cho bả đó, và bả có hiện nay bả đang bị giam nhốt như vậy không biết ở đâu. Nhưng mà bả có biết những cái bể khổ, những cái trầm luân mà người Miến Điện hiện đang phải trả giá một cách đau đớn nhất vì tôn thờ bả như là một mẹ già dân tộc, và bả có đau đớn không? Tôi không biết được, Vâng. nhưng tôi cho rằng bả là một chính trị gia tồi, thưa anh ạ. Vâng, cái câu hỏi cuối cùng của Nghệ Lữ đó có lẽ cũng là một câu hỏi khó, bởi vì như chúng ta đã biết cái tình hình Miến Điện ngày hôm nay hầu như rằng đã được đưa ra Liên Hiệp Quốc, đề nghị Liên Hiệp Quốc là phải lên tiếng về vấn đề chế độ quân phiệt thế này thế khác, những sự đổ máu ở việc ở bên Miến Điện vân vân. Thì với những cái điều mà như nhà báo Ngọc Già nói nãy giờ đó, là lên án cái vấn đề này, là có thể nói rằng nguyên nhân chính là từ bản Aung San Suu Kyi. Như vậy thì có ngược hay chăng khi mà các nơi đã đều lên án cái chế độ quân đội của Miến Điện, mà trong khi đó Việt Nam thì lại không lên án điều này? Ở tại Liên Hợp Quốc thì là một người công dân nước Việt hiện nay còn ở trong nước, và có nghĩ rằng hồi nãy giờ trong cuộc nói chuyện của chúng ta đó là như vậy, là và lại đồng tình với cái sự không lên án của Việt Cộng ở Liên Quốc khi lên án cái chế độ quân phiệt hiện nay của Miến Điện hay không? Mời. Dạ cảm ơn anh.
Đó là một cái câu hỏi phải nói là rất hay, và coi như là anh lại càng làm rõ thêm cái ý của tôi để mà tôi tiếp tục nói như thế này. Thứ nhất là tôi không hề binh vực gì quân đội Miến Điện nhé, tôi không hề, mà tôi chỉ đang nói về những cái sự thật có căn cứ, chứ tôi không phải là không binh vực, xin lỗi, tôi không phải là binh vực quân đội Miến Điện gì hết. Còn cái thực tế nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ binh vực rõ ràng, họ không lên án gì hết, và họ cùng với Trung Cộng và một số quốc gia khác coi như là gần như là tảng lờ trước cái biến cố vô cùng dữ dội tại Miến Điện. Còn với tư cách tôi là một nhà báo, tôi đang nói lên những cái điều có căn cứ, chứ tôi không hề binh vực quân đội Miến Điện. Nhưng tôi chê bà, ông San Suu Kyi là một chính trị gia tồi. Thứ hai, bà ta không phải là một người yêu nước thương dân gì hết. Bởi vì nếu bà ta là một người yêu nước thương dân đó, thì không bao giờ bà ta để cho là hơn 275 mạng người đã chết rồi. Xin lỗi cho tôi quay trở lại ngài Tổng thống Donald Trump. Khi ông kêu gọi một cái cuộc rally thì bên phía đảng Dân Chủ họ đã chụp cái cơ hội đó và họ vu cho Tổng thống Trump là kích động bạo lực với mấy cái mạng chết đó, nhưng mà cuối cùng không luận tội ngài Trump thành công được. Và rõ ràng từ cái lúc mà ngài Trump lên làm tổng thống cho tới cái ngày ngài bước xuống, hầu như không có đổ máu dân lành một cách tàn sát như vậy. Chỉ có cái vụ của cái tay da đen của phong trào BLM, George Floyd thế thôi. Còn hoàn toàn không hề có một cái động cơ chính trị gì hết, thì cỡ như ngài Trump nó mới thuyết phục được kể cả những người không yêu thương gì ổng. Còn bà San Suu Kyi này, bà mới có bị nhốt có bao nhiêu ngày, mới chưa đầy 2 tháng, từ hôm 1 tháng 2 tới giờ mà 275 mạng người chết, hơn 1.800 người bị tống giam và hàng ngàn người khác bị thương. Như vậy ở đây đương nhiên tôi không, tôi nghĩ là đem bà ông San Suu Kyi mà so với ngài Trump đó là một sự xúc phạm đối với ông Trump rồi. Nhưng mà ở đây tôi muốn nhấn mạnh bà không phải là người yêu nước thương dân gì hết. Còn cái nhấn mạnh thứ hai nữa là tôi đang rất là cảm thương người dân Miến Điện, hiện nay họ đang bị lợi dụng bởi cái trò lừa mị của bà ông San Suu Kyi và của cái đảng NLD của bà thôi, chứ còn tôi rất là cảm thấy đau xót, có thể nói là như vậy. Tôi thấy rất đau xót người dân Miến Điện cũng như là người dân miền Nam trước 75, mà sau này thì tôi có dịp tôi coi lại hết cái lịch sử, và kể cả người Việt Nam từ Bắc chí Nam sau 1975 đau thương ngập tràn, thì tôi cũng cảm thấy rất là thương xót với tư cách tôi là một con người đối với người Myanmar. Nhưng tôi phải phân định cho thật rõ, bà ông San Suu Kyi phải chịu trách nhiệm và cái đảng NLD của bà phải chịu trách nhiệm trong cái bể trầm luân hiện nay mà người Miến Điện đang trải qua. Để chấm dứt, tôi có thể từ cái suy nghĩ của ông già, tôi nói rằng nếu cái ngày 6 tháng Giêng 2021 vừa qua với hàng mấy triệu người rally để ủng hộ Trump, nếu ông Trump giống như bà Sơn Kỳ kêu gọi mọi người đổ máu để đòi hỏi sự công bằng, thì chắc chắn rằng nội chiến đã xảy ra. Nhưng mà rốt cuộc quý vị thấy ông Trump chấp nhận lui về phía sau, không có cái lời kêu gọi bảy mấy triệu người đó ủng hộ ông làm cái điều gì để tránh cái cuộc nội chiến, thì rõ ràng đó là cái sự khác biệt rất rõ giữa Tổng thống Donald Trump và bà ông Zelensky, thưa quý vị. Nói thêm một lời nữa, vì tôi rất là tâm đắc cái ý ngắn gọn của nhà báo Nghi Lực. Tôi vô cùng kính phục và có thể nói là ngưỡng mộ Tổng thống Donald Trump, và tôi rất mong ngài Donald Trump quay trở lại cứu nước Mỹ cho người dân Mỹ và cho cả nhân loại, đương nhiên trong đó có nước Việt Nam của chúng ta.